Vâng, xin chào mọi người, chào mọi người trở lại với cả trang kính của kính xương. Ngày nay em lên lô kính dây băng mà bảng thập niên 70 và 80 của Mỹ Sơn chuẩn ao nhất nhé. À, trước khi vào kênh bác là subscribe share em có giá tốt. Mà đầu tiên là mã số 1 vì cái số lượng rất là lớn này, em đi rất nhanh. Đây là mã số 1 nhá. Đây là dây băng Aviator. Mày nói về dòng dây băng thì em có khá nhiều luôn, nhưng mà em sẽ lên khoảng 5 đến 7 cây một để cho nên các bác dễ xem nhé. Đây là xanh 584 mắt mà xanh đen G15 nhá, góc 3 giờ 9 giờ để câu chuyện bên neo này. Bên trên chữ dây băng có sơn trắng này, đặc trưng của dòng 80 nhé, và thập niên 1980 đấy, vàng đây nha. Đấy, bên này là gốc, đây gốc chữ BL đấy. Rất rõ ràng nhá, xanh 84 nhá, mắt màu xanh đen G15 thập niên 1980 Mỹ xưa chuẩn áo nhất nhá. Và cái này xuất sắc này là không điểm trừ rồi, và thành vắt sắc nét đẹp zin hết nhá. Xanh 84 là size phổ thông chung toàn bộ thế giới nhá. Về lịch sử dây băng thì ra đời 1937 do hai nhà đồng sáng lập Buslo. Đó. Thì dáng đầu tiên vẫn là dáng Aviator, đây là dáng đầu tiên vẫn là dáng hai cầu. Và vì sau đến năm khoảng 39 40 41 42 thì là nó ra ra cái dáng ba cầu. Thì hôm nào em sẽ về cái dáng ba cầu em sẽ phân tích sau. Xuất sắc nhá, đỉnh cầu trên là B và L dây băng USA. Đây là đỉnh cầu trên ạ, và mà vàng sánh gương nhá, zin hết nhá. Tiếp theo là gầm cầu dưới giữa, đó là có cái số là BL dây băng 584, nghĩa là size 584, chui ve con zin, chui ve còn trắng tinh trắng mốt nha. Xuất sắc nha, mạ vàng sáng gương zin hết nha. Size 84 Mỹ xưa chuẩn ao nhất nha. Thành vắt sắc nét đẹp zin hết ạ. Vâng, mắt xanh đen. Cái mắt xanh đen này là độ phân giải của thời cương cụ khoảng 28-29% nha. Và những cái dòng này bác đi vào thời tiết mùa hè này thì là đỉnh hết chấm hết luôn, bởi vì cái mùa hè này nó rất là nắng nóng, thứ hai nắng rất là chói chang, thì khi cái mắt này của lắc xanh đen G15 này nó giảm độ nắng độ chói rất tốt luôn đó. Những cái dòng này là rất là ok, và giá là 4 triệu 2 4.200k nhá, giá là 4 triệu 2 4.200k, xuất sắc nha, không điểm trừ nha. Về quy trình mua bán thì bác nào chuyển khoản em bao ship nha, bác nào chọn thứ hai là ship code là giao hàng thu tiền thì vừa là cọc 100 200 tùy giá trị kính. Tất cả ship code cứng cổ đầu cổ là nên nên là cọc một vài trăm, không là cọc một vài triệu nhá, bởi vì nó giảm thiểu sự rủi ro. Rất nhiều các bác đặt cọc một vài triệu, đối tượng nó ủ tái quyền lẫn mất biến mất rồi, nó rượu với mình cũ rất nhiều. Nhưng đối tượng nó bán thì nó không có địa chỉ bán hàng lâu năm đấy, nó chỉ có mỗi số điện thoại không thôi, để rủi ro khách hàng. Khi mua bán kính cổ đầu cổ bác nên chọn những cái địa chỉ số điện thoại phải lâu năm, dễ nhìn dễ tìm thấy, mở ra thấy ngay địa chỉ số điện thoại lâu năm như này đó là ok nhất. Trong nước hay ngoài nước là phải thế nhá. Vâng, 4 triệu 2, 4.200k đã xong nhá. Đấy là mã số 01. Bây giờ em sẽ chuyển sang cái mã số 02 xem là cái gì. Đấy là mã số 02 nhá. Cũng là dây băng Aviator. Và những cái dòng này thì về nhiều lắm, mỗi cây là một cái khác nhau. Con này là xanh rong muống L3 thập niên 1980 nhá. Vâng. Tất cả cái dòng mà xanh rong muống này, dáng ngược lệ này thì là nam, nữ đều đang được, đều đã được hết nhá. Đó. Vì một số bác là có mua cho chính cái bác đó, nhưng mà lại có một số bác lại mua thêm cho cả vợ, tức là cả vợ cả chồng là một cặp, thì nó đeo cũng rất là đẹp, rất là nổi. Vâng. Về xanh em muống là thì đi 4 mùa xuân hạ thu đông. Ok. Những cái dòng này mà đi biển thì chấm hết luôn, tuyệt đỉnh luôn đấy. Và đẹp lắm. Dây băng Aviator xanh em muống R3 thập niên 1980 chuẩn ao nhất nha, zin hết nha. Thập niên 80 thì em phân tích rồi, là góc 3 giờ 9 giờ đều có chuyện bên eo, bên trên có chữ dây băng sơn trắng. Xuất sắc nha, đấy là đây góc 9 giờ này, đó. Mà góc 3 giờ này. Đó. Xuất sắc nha. Đỉnh cầu trên là BL dây băng USA. Đấy, đồng hồ đô nó kêu sướng tai lắm thế. Gầm cầu dưới là BL dây băng 584, người size 584 nhá. Mạ vàng Mỹ xưa thập niên 1980 nhá. Xuất sắc nhá. Zin hết nhá. Cái tròng của nó là tròng xanh đen. À tròng, xin lỗi bác, tròng tròng xanh muống R3. Độ phân giải của thấu kính hộp độ khoảng 18 là khoảng 18 19% nhá. Vâng, xuất sắc nhá. Đấy. Độ phân giải của thấu kính hộp độ là 28 29% nhá. Vâng. Xuất sắc nhá. Zin hết nhá. Dòng này thì chia sẻ quá nhiều rồi. Ok ạ.
Vâng, về giá cả thì tôi còn tốt luôn ạ. Vâng, một cái mới xuất sắc đấy, không có điểm trừ, đầy đủ tất cả ba phụ kiện nhưng nó là giá 5 triệu rưỡi nhá. 5.500k nhá, vẫn có fix đấy, thế mới sướng. Giá 5 triệu rưỡi 5.500k nhá. Đây là mã số 02 nhá. Về quy trình mua bán thì bác là chuyển khoản nhá. Đấy, quy trình mua bán phải rõ ràng, bác là chuyển khoản. Còn nếu các bác đấy là hình thức thứ nhất, hình thức thứ hai là ship post thì vừa là cọc 100 200. Còn thời gian bán hàng bên em rất thoải mái, bán từ 8 giờ sáng đến 23 giờ. Từ 8 giờ đến 11 giờ tối mà tất cả ngày tuần không nghỉ nào, kể cả lễ Tết. Với điều kiện đến với điện thoại trước, tránh tình trạng đến là xuất quá thì em đi thẩm định quy định giá là cổ xưa. Đấy, bác điện thoại trước là em sẽ nên tiếp đón từ xa tại ngõ 390 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, lắng nghe, thấu hiểu, cố vấn tất cả về ký cổ đồ cổ. Đó. Đấy, quy trình của bán rất rõ ràng, 5 triệu rưỡi đã xong mã số 02 nhá. Đấy là mã số 02, bây giờ em sẽ chuyển sang cái mã số 03. Đó, mình cái số lượng rất là lớn. Tiếp theo là mã số 03 đấy ạ. Vâng, đây là mã số 03 nhá. Cũng là dây băng Aviator và nhưng xem mà len gì ạ? Có là len xanh đen G15 thập niên 1980 nhá, con này size 624. Về nói về size 624 thì em phân tích rất nhiều rồi là như nào? Bác nào phải cao 1m7, tức là tối thiểu 1m7 trở lên đấy. Đấy, nếu mà mình không được 1m7 thì tối thiểu phải nặng 70 cân, 70 kg trở lên thì nó đeo nó mới vừa cái size 64. Size 64 nó rất là kén khuôn mặt và hình thể dáng người. Đòi hỏi người đeo size 64 hay là size 644 phải to cao 1m7 trở lên. Ở đó và tối thiểu nặng phải 70 cân, 70 kg trở lên. Có khuôn mặt béo bầu, tức là người nào là to béo thì nó đeo hợp. Đấy, còn đây là em gầy hơn thì em đeo tượng trưng để lên mô phỏng để các bác xem là quan sát nó dễ thôi ạ. Vâng, về mắt xanh đen gầm lăm thì độ phân giải thuộc tính hợp vụ khoảng 18-19% và góc 3 giờ 9 giờ có chuyện bên neo và bên trên dây băng sơn trắng đặc trưng của thập niên 1980 anh ạ. Và đó, mọi thứ là rất là rõ ràng nhá. Mạ vàng là sáng ánh gương, đỉnh cầu chuyên vẫn thế thôi. B là dây đăng USA, thông tin thông số rõ ràng, an tâm yên tâm nhá. Và đấy là đỉnh cầu trên, gầm cầu trên. Gầm cầu dưới thì nó có BL dây băng 6214, cái là size 624 nhé. Đây là mã số 03 nhé. Dây băng Aviator xanh đen G15 thập niên 1980 nhé. Và cái này thì là chuôi ve nó ngả vàng theo thời gian 5 tháng nhé. Và tất nhiên là cái những cây mà chuôi đang ve nó ngả vàng thì nó sẽ trả tiền hơn ạ, bởi vì nó xuống màu theo thời gian 5 tháng. Nhưng nói chung một số bác thích chơi hoài niệm đấy, vì một số bác chơi cây American chuôi ve nó hổ phách thì nếu chơi cái dòng này thêm cái này nó tông sạc tông cũng rất là hợp luôn, tức là mình có một cặp rất là ok luôn ạ. Và đấy là có là cái giá trị nói bác như thế. Và sao nói về dòng kính cổ đồ cổ thì em trong quá trình là 25 năm qua em chia sẻ quá nhiều rồi, cho nên là em nói rất là ngắn gọn vắn tắt đấy ạ. Và giá này cũng rất là rẻ luôn. Vâng, trước này bán toàn 43 44 gì, nay em giao lưu với giá là 4 triệu mốt 4.100k nhé. Giá là 4 triệu mốt 4.100k nhé. Vẫn có fix thế mà sướng. Giá là 4 triệu mốt 4.100k. Các bác mua đâu mua nên lựa chọn bà lâu năm có thương hiệu, bên này là ok nhất. Tất cả kính đồ cổ, đồ hàng hiệu đắt tiền nên chọn những địa chỉ số điện thoại lâu năm và rõ ràng về hình ảnh con người, giọng nói tròn vành con tiếng, và nên mục sở thị tại nhà. Đấy nó là kinh nghiệm khi mua bán kính cổ đồ cổ, những đồ đắt tiền trong nước hay ngoài nước là phải thế. Vì có những bác bị dính bẫy rất một cách rất rất ngớ ngẩn. Bởi vì sao? Có những bác người ta hẹn bến xe buýt, xong hẹn cổng siêu thị, cổng trung tâm thương mại, tất cả những đấy nó chỉ bán đồ đời mới, làm ra nó bán đồ cổ được. Đấy, cho nên là hết sức lưu ý vấn đề này. Tiếp theo là mã số 04. Như là mã số 04 nha, cũng là dây băng Aviator. Con này là xanh rau muống nhá. Vâng, sản xuất thập niên 1980. Xuất sắc nhá, zin hết nhá. Và mắt xương muống thì độ phân giải của thường cái độ khoảng 28-29% nhá. Và về size 624 thì lúc em nói ở cái mã số 03 lúc nãy rồi, tức là bác nào phải 1m7, tối thiểu phải 70 cân 70 kg trở lên, dáng người to cao béo mập mạp thì đeo cái này là em hợp được hình thể dáng người. Còn bác nào mà gầy dáng gọi là, tức là một số các bác miền Nam gọi là ốm yếu đấy, thì đeo nó sẽ không hợp. Bởi vì sao? Gầy thì mình sẽ đeo size 584 thôi ạ. Và đấy, còn dòng dẳng cao thì cũng chỉ đeo size 584 thôi. Còn bác nào dành cho bác nào to béo mập mạp thì nên thử ở những cây size 662 này. Vâng, về size 62 này thì em phân tích cũng rất nhiều rồi, tức là cái chồng ngoài chồng R3 xanh ngâm uống, độ phân giải của thời kính của tụ khoảng 28-29%. Đây là sản xuất tại thập niên 1980, góc 3 giờ và 9 giờ để có chuyện bên neo. Bên trên có dây băng sơn trắng, đặc trưng của thập niên 1980. Xuất sắc nhé, zin hết nhé.
Đó. Mạ vàng sáng ánh gương nhé. Vàng rất mới nhé. Đỉnh cầu trên này B là danh USA. Về thông tin thông số thì em cũng rất là cẩn thận rồi. Bao giờ cũng ghi bên dưới video kèm theo địa chỉ số điện thoại lâu năm mà nó khẳng định làm nên tên tuổi thương hiệu gần 30 năm qua rồi, cũng không thể lăn tăn ạ. Gầm cầu cầu dưới là BL dây băng 624, cũng là size 624 ạ. Dây băng mạ vàng Mỹ xưa chuẩn Âu nhất nhé. Rất là mới đẹp nhé, xuất sắc nhé, chui ve trắng tinh trắng muốt nữa. Không còn cái điểm gì nữa phải chê đâu ạ. Và đấy, đây là mã số 4 nhân dây băng Aviator xanh em 4 E3 thập niên 1980 nhé, size 624 nhé, xuất sắc nhé, thành vách sắc nét đẹp zin hết nhé. Và giá thì cũng rất là tốt ạ. Vâng, giá đưa ra cái này là 5 triệu rưỡi nhé, 5.500k nhé. Giá là 5 triệu rưỡi 5.500k. Các bác mua đâu mua, nên lựa chọn người con trai am hiểu về kính đồ cổ và nên chọn những cái địa chỉ số điện thoại lâu năm. Đấy là ok nhất. Trong nước ở ngoài nước là phải thế. Mà quan trọng là người bán kính cổ đồ cổ người ta phải am hiểu những cái kính cổ, những cái đồ cổ khác, người ta tư vấn cho mình được. Đấy mới là cái giá trị mà các bác về đồ đồng, đồ gốm sứ, đấy rất nhiều đồ khác nữa về đồ cổ. Thì đấy mới là cái giá trị mà bác như thế. Người ta phải tư vấn cố vấn và thẩm định và định giá đồ được là rất quan trọng luôn. Tiếp theo là mã số 05 nhé. Và xem là dòng gì đây. Cũng là dây băng Aviator thập niên 1980, con này là size 624. Cái trong này em có đầy đủ là có cả cái size 584, đây là size 624 nhé. Len của nó len photochimic đấy và thập niên 80. Ở góc 3 giờ và 9 giờ đều có chuyện biên neo đấy ạ, và bên trên dây băng sơn trắng ạ, và đầy đủ thông tin thông số rõ ràng nhá, an tâm yên tâm nhá. Và cái len photochimic này mình đi được 4 mùa xuân hạ đông, thậm chí đi cả buổi tối, buổi tối với điều kiện ánh đèn đường, vì cái len này rất là sáng đó. Vì các bác là mà đi ví dụ như là có công việc mà đi buổi tối nhiều hay đi ban đêm nhiều thì mình có thể lựa thử những cái len photochimic này, thì len rất là sáng. Còn tất nhiên nếu mà bác nào mà muốn đi buổi tối hẳn hay đi tối hay đi đêm hẳn thì mình phải mình phải mua cái dây băng Churomax hoặc là Carichrome hoặc là Amber, thì ba cái dòng đấy thì nó sẽ đi lái xe tốt hơn hay buổi tối đêm. Nhưng về tối đêm thì đỉnh điểm nhất, cao nhất nhất thì vẫn là Carichrome cho đến Amber đấy. Xong rồi mấy còn Churomax thì nó thiên về lái xe, là lái xe cả ngày đến tối. Đó. Còn như cái dòng mà photochimic này thì mình đi là đi được 4 mùa xuân hạ đông đông, nhưng hay ở cái chỗ là mình đi được cả buổi tối vì cái len này nó rất là trong đó, rất là trong luôn ạ. Và anh nhá, phân tích rất kỹ rồi nha, chỉ rồi nha, và em phải sâu lại các bác xem nhá, cẩn thận lắm đấy. Và đỉnh cầu trên là B là dây băng USA ạ, là mã số 05 nhá. Đấy. Tiếp theo sẽ đi sang cái gầm cầu dưới giữa thì nó có là cái gì? Gầm cầu dưới giữa thì nó có là BL dây băng 624, cái là size 624, mạ vàng Mỹ xưa chuẩn ao nhất. Đã là chuẩn ao nhất thì ok lắm. Đấy, mọi thứ là rõ văn ràng, an tâm yên tâm nhá. Và đấy, mạ vàng là còn sáng ngang gương không cần gì trệ, và size 624 nha, xuất sắc nha, thành vách sắc nét đẹp duy nhất nha. Ok nhá. Và dây băng Aviator size 64 Mỹ xưa chuẩn áo nhất này, và giá tốt ạ. Và giá cái này là 5 triệu rưỡi này 15k nhá, giá 5 triệu rưỡi này 15k nhá. Cái len photochimic này len rất là sáng nhá, độ phân giải thấu kính hồng tụ của nó phân giải là trên 30% đấy, mà các bác đi được cả buổi tối với điều kiện ánh đèn đường rất là sáng sủa luôn ạ, bác có thể nhìn được. Về size 624 này thì bác nào phải to cao nhá, tức là bác nào phải 1m7, còn nếu mà không được 1m7 thì tối thiểu phải nặng 70 cân 70 kg trở ra. Đó thì đeo nó mới hợp hình thể dáng người được, nó mới tôn lên vẻ đẹp sang trọng quý phái được. Mà cái dòng này thì nó hay ở cái chỗ là mình đi được tất cả 4 mùa luôn và đi được cả buổi tối, đấy là cái giá trị nó là như bác như thế. Vâng, phiên kính về dây băng Aviator của Mỹ xưa thập niên 80 đến đây là kết thúc ạ. Bác nào yêu quý trang kính cổ xưa có nút đăng ký kênh, subscribe, share thì bên em sẽ có giá tốt ạ. Vâng, góc phải của chuông nhá, mỗi khi lên kênh hệ thống YouTube sẽ gửi tin nhắn rất nhanh, vì ngày nào hàng ngày em đều có video. Vâng, xin chào các bạn, sau.